Xin chào các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Our Special Days Unit 13, Unit số 13, chủ đề những ngày đặc biệt, phần A, Rhythm and Vocabulary. Về giọng điệu và từ vựng. Bài 1, như thường lệ, chúng ta sẽ nghe và gạch chân những từ được nhấn trọng âm, sau đó đặt câu to. Ở phần này chúng ta sẽ cùng gạch chân luôn, chúng ta có từ watch, to do, to birthday party. Họ sẽ làm gì vào bữa tiệc sinh nhật? What? Food, drinks, have, festival. Đồ ăn và thức uống nào họ sẽ có ở bữa, ở lễ hội? Number 2, complete the words. Hãy hoàn thành các từ. Vậy đây chúng ta sẽ có là họ sẽ. What will you do at the party? Bạn sẽ làm gì ở, ở bữa tiệc? Ở đây chúng ta sẽ là the drinks. What drinks will you have at the party? Bạn sẽ uống gì ở bữa tiệc? We'll drink apple juice. Chúng tôi sẽ uống nước táo và trà sữa. They'll play badminton on Children's Day. Number 3, circle and write. Khoanh và viết. Ở đây câu số 1, chúng ta có câu chúng tôi sẽ những bài hát tiếng Anh vào ngày nhà giáo, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có là to sing là hát. Number 2, chúng tôi, họ sẽ chơi thể thao và các trò chơi vào ngày thể thao. Chúng ta có từ games. Number 3, bạn sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của chúng tôi. Ở đây chúng ta thấy từ will là sẽ là tương lai. Vậy chúng ta sẽ chọn từ next Saturday, thứ bảy tới. Còn last Saturday có nghĩa là thứ bảy vừa rồi. Number 4, we'll have a lot of food and drinks on. Và ngày nào chúng ta sẽ có là dùng giới từ on. Sentence patterns, mẫu câu. Number 1, march and read aloud. Nói và đọc to. Number 1, what food and will you have? Bạn sẽ ăn đồ ăn nào tại bữa tiệc ở lớp? Vậy đây là câu hỏi. Chúng ta sẽ chọn câu C, at the class party. What drinks? Bạn sẽ uống cái gì? Vậy chúng ta sẽ chọn câu D, what drinks will you have at the party? Number 3, we'll have chips and milk tea. Chúng tôi sẽ ăn khoai tây chiên và uống trà sữa ở bữa tiệc. Một câu kể đến cuối câu rồi chấm. Number 4, we'll have. Vậy thì chúng ta sẽ còn nối với câu B. We'll have cakes and sweets at the party. Chúng tôi sẽ ăn bánh và ăn kẹo, ăn bánh ngọt và ăn kẹo ở bữa tiệc. Number 2, read and march, đọc và nối. Number 1, what is a special day this year? Vậy thì cái ngày đặc biệt của năm nay là những ngày nào? Chúng ta sẽ liệt kê câu B. There are Children's Day, Teacher's Day, Sports Day and Mid-Autumn Festival. Đó là ngày trẻ em, thiếu nhi, ngày nhà giáo, ngày thể thao, hệ lễ hội thể thao cũng như là rằm trung thu. Number 2, what food will you have at the party? Bạn sẽ ăn gì ở bữa tiệc? Vậy chúng ta sẽ nối với câu có đồ ăn là câu A. We'll have fish and chips. Chúng ta sẽ ăn cá và khoai tây chiên. Number 3, what drink will we have at the party? Vậy thì chúng ta sẽ uống đồ uống gì? Chúng ta sẽ chọn câu ở đây là câu D. We'll have milk tea. Chúng tôi sẽ uống trà sữa. And number 4, what will we do on Children's Day? Vậy thì chúng ta sẽ làm gì vào ngày quốc tế thiếu nhi? Đó là câu C. We'll sing and dance. Chúng ta sẽ hát và khiêu vũ. Chúng ta sẽ chuyển đến phần C, listening. Chúng ta sẽ nghe và tích. Ở đây có 4 tình huống, mỗi tình huống có 2 bức tranh. Bây giờ xin mời các em chúng ta hãy nghe và tích nhé. Unit 13. Our Special Days. Page 69. C. Listening.
Listen and tick. 1. Will they be at the party on Children's Day? Yes, they will. 2. What will they do on Sports Day? They'll play chess. 3. Will you be at the party on Teacher's Day? Yes, we will. What food will you have? We'll have burgers and pizza. 4. Where will you be next weekend? We'll be at the class party. What drinks will you have? We'll have apple juice and milk tea. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần D speaking. Look, ask and answer. Nhìn, hỏi và trả lời. What will you do at Mid-Autumn Festival? Bạn sẽ làm gì vào rằm Trung Thu? Ở đây chúng ta nhìn bức tranh đầu tiên đúng không ạ? Bạn sẽ làm gì vào dòng Trung Thu? Chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhảy và hát thôi. We'll sing and dance. Tôi sẽ nhảy và hát. Hát và nhảy. Dance. What will you eat at Mid-Autumn Festival? Vậy thì bạn sẽ ăn gì? Chúng tôi sẽ ăn bánh kẹo thôi. Vậy chúng ta sẽ nói we will eat cakes and candy. Phần A, reading, đọc. Number one, read and complete. Đọc và điền. When's your sport day? Ngày hội thể thao diễn ra vào khi nào? It's May. It's in May. Nó diễn ra vào tháng 5. What will you do on that day? Vậy thì bạn sẽ làm gì vào ngày đó? We'll play some games. Then we'll have a party. Chúng tôi chơi game, sau đó sẽ có một bữa tiệc. What food will you? Vậy thì bạn sẽ có đồ uống gì? What food will you have at the party? We'll have fish and chips. Chúng tôi sẽ ăn cá và khoai tây chiên. Okay, we have a burgers. Đang có các cái đồ ăn loại and fruit. Burger, bánh burger và hoa quả. And what drinks will you have? Và bạn sẽ uống đồ uống gì? We'll have milk tea and lemonade. Chúng tôi sẽ uống trà sữa và nước chanh. Chúng ta sẽ đến phần 5, read and circle. In America, Mother's Day is on second Sunday in May. It's a special day for mothers. People give their mother roses, chocolates, or other gifts. They also cook special meals. Children have their mothers do the housework. At school, pupils make cards or gifts for their mothers. Some people write poems or paint pictures to show their love for their mothers. Ở nước Mỹ, ngày của mẹ diễn ra vào ngày Chủ nhật tháng thứ hai của tháng 5. Đó là một ngày đặc biệt cho những người mẹ. Mọi người tặng mẹ hoa, sô-cô-la hoặc những món quà khác. Họ cũng nấu những bữa ăn đặc biệt. Trẻ em giúp mẹ lau chùi nhà cửa. Ở trường, học sinh làm thiệp hoặc quà tặng cho mẹ mình. Nhiều học sinh thì viết thơ hoặc là vẽ tranh để có thể bày tỏ tình yêu thương đối với mẹ. Vậy thì in America, Mother's Day is in. Ở Mỹ, ngày của mẹ thì diễn ra vào tháng mấy? Đó chính là tháng 5 đấy các em ạ. Number 2, mother get gifts of roses. Mẹ có những món quà là hoa. Ở đây là hoa, chúng ta có hoa, chocolate, sô-cô-la nữa. Chocolates and other gifts, sô-cô-la và những món quà khác. Children help with the on Mother's Day. Trẻ con giúp mẹ gì? Đúng ạ. Ở đây chúng ta thấy là trẻ con thì giúp mẹ làm việc nhà trong ngày này. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là with the housework. Children make or gifts at school. Ở trường thì trẻ em làm gì? Chúng ta thấy là keyword chúng ta là to make, vậy còn to cards hoặc là to gifts.
làm tấm thiệp hoặc là những món quà. Phần F writing. Number one, make sentences. Đặt câu. Chúng ta sẽ sắp xếp lại trật tự các câu nhé. Will sing and dance. Will sing and dance on Children's Day. They will play sport and games. Sports and games on Teachers' Day. What will you do at Mid-Autumn Festival? Bạn sẽ làm gì vào dằm trung thu? What food and drink, đúng không? Food and drinks will you have at the party? Bạn sẽ ăn uống gì? Có những đồ ăn thức uống gì ở bữa tiệc? Vậy thì chúng ta sẽ đến phần viết. Hãy viết về ngày hội thể thao. Viết về một ngày hội thể thao thì chúng ta sẽ diễn nói về thời gian diễn ra, những hoạt động chúng ta sẽ làm và đồ ăn thức uống. Các em cùng đến với phần viết nhé. Our sport day is on Saturday. My classmate and I are preparing for it. The boys will play football and the girls will play badminton. Then we will have a party. We will have cakes and sweets. We will drink milk and apple juice. We will sing and dance at the party. Ngày hội thể thao của chúng tôi diễn ra vào thứ bảy. Những người bạn cùng lớp của tôi và tôi đang chuẩn bị cho nó. Những cậu bạn nam thì sẽ chơi bóng đá và bạn nữ chơi cầu lông. Sau đó chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc. Chúng tôi sẽ ăn bánh ngọt và kẹo. Chúng tôi sẽ uống sữa và nước táo. Chúng tôi sẽ hát và khiêu vũ ở bữa tiệc. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em.